Chào các em, chào mừng các em đến với tuần học thứ 8, bộ môn giáo dục công dân lớp 6. Hôm nay cô trò chúng ta tiếp tục tìm hiểu bài 3, siêng năng, kiên trì. Mời các em theo dõi trên màn hình để hình dung lại tiến trình bài học này của chúng ta. Đầu tiên, chúng ta sẽ bước vị mang tên quý hình bắt chữ. Các em hãy tập trung nhìn hình ảnh mà cô đưa ra để liên tưởng đến những câu ca dao tục ngữ mà em biết nói về tính siêng năng kiên trì. Nào, các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu nhé. Làm hàm nhai. Kiến tha lâu đầy tổ. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Thua keo này ta bày keo khác. Kiến tha lâu đầy tổ. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Thua keo này ta bày keo khác. Tay làm hàm nhai. Đây đều là những câu tục ngữ nói về đức tính, siêng năng, kiên trì. Nhắc nhở mọi người chúng ta, không có thành công nào là dễ dàng, mà nó đòi hỏi sự chăm chỉ, quyết tâm, nỗ lực hết mình. Đó các em. Trong tiết học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu phần 3 nhỏ, cách rèn luyện siêng năng kiên trì. Bây giờ mời các em cùng theo dõi một đoạn phim ngắn sau và cùng suy ngẫm nhé. Có một công thức thành công luôn được áp dụng, gồm 3 yếu tố chính là kiên trì, kiên trì và kiên trì. Thành công là một hành trình, tuyệt đối không phải là đích đến. Con đường đi càng dài, bạn gặt hái được càng nhiều. Và hành trang cho bạn không gì khác ngoài một ý chí kiên gan, bền bỉ, sắt son. Thành công không đến với những ai chỉ nỗ lực một hay vài lần. Bạn nhất định phải kiên trì với thất bại. Mỗi lần thất bại là thêm một bước tiến tới thành công. Chắc chắn trên mọi con đường đều có chướng ngại vật. Quan trọng là bạn phải biết vượt lên chính mình và không bao giờ bỏ cuộc. Chướng ngại vật càng lớn thì thành công càng rực rỡ. Và chúng ta chỉ thật sự thất bại khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng. Khi cả thế giới dường như quay lưng lại với bạn, bạn hãy nhớ rằng máy bay cất cánh được là nhờ ngược gió. Khi cảm thấy mình đã chờ đợi quá lâu, hãy nhớ đến hòn xoải được láng miệng là nhờ dòng nước chảy ngàn năm. Đừng hỏi tại sao con đường lại quá dài, đừng hỏi sao ngọn núi lại quá cao. Tất cả là để những người như chúng ta chinh phục. Nếu không thể bay thì hãy chạy. Nếu không thể chạy thì hãy đi bộ. Nếu không đi nổi thì bò. Bằng mọi giá phải tiến về phía trước. Sự tích lũy về lượng đến một ngày sẽ tạo nên sự thay đổi về chất. Chướng ngại vật lớn nhất không gì khác ngoài ý chí của chính mình. Bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân cũng đã là thành công. Con ngã chín cũng phải đứng dậy 10. Có rơi xuống địa ngục thì càng phải ngước lên mà bước tiếp. Vì thành công luôn luôn ở phía trước. Vậy cớ sao ta phải quay đầu? Như vậy chúng ta thấy rằng để rèn luyện tính siêng năng kiên trì, chúng ta phải bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất hàng ngày, phải không các em? Vậy các em hãy trả lời giúp cô câu hỏi: những việc làm thể hiện sự siêng năng kiên trì của bản thân giúp em gặt hái thành công trong học tập
trong cuộc sống. Phần này các em sẽ ghi ra giấy nháp, chúng ta sẽ trao đổi khi học trực tuyến trên trang lớp học kết nối nhé. Như vậy ở phần 3 nhỏ, cách rèn luyện siêng năng kiên trì, các em có thể ghi ngắn gọn giúp cô. Để rèn luyện tính siêng năng kiên trì, em cần học tập chuyên cần, chăm chỉ rèn luyện kỹ năng sống, không ngừng hoàn thiện hành vi, thái độ và sự ứng xử trước những khó khăn và thách thức. Chúng ta bước vào hoạt động tiếp theo, ba la mã luyện tập. Mời các em cùng thảo luận nhóm đôi. Tình huống số 1. Hôm nay trời mưa to, em lưỡng lự có nên đi học võ hay không? Em chọn cách ứng xử nào? Vì sao? Xin phép nghỉ một buổi vì trời mưa. Mặc áo mưa đến phòng tập võ. Nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ. Tình huống 2. Đêm khuya và bên ngoài trời rất lạnh. Em còn bài tập chưa làm xong. Em phân vân không biết nên đi ngủ hay là tiếp tục làm cho xong các bài tập. Em chọn cách ứng xử nào? Vì sao? Nỗ lực suy nghĩ để hoàn thành bài tập. Nhờ người thân, bạn bè làm hộ. Đi ngủ để đảm bảo sức khỏe. Sáng mai dậy sớm làm tiếp. Ở tình huống thứ nhất, chúng ta sẽ chọn phương án là mặc áo mưa đến phòng tập. Bởi vì khi chúng ta đã quyết tâm làm một việc, nếu vì hoàn cảnh bên ngoài tác động mà chùn bước thì chúng ta không thể nào hoàn thành được công việc của mình, phải không các em? Ở tình huống số 2, mình sẽ chọn đáp án. Em sẽ nỗ lực suy nghĩ hoàn thành bài. Bởi vì có như vậy thì chúng ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ học tập mà thầy cô đã giao. Đồng thời chúng ta sẽ rèn luyện ý chí, sự quyết tâm vượt khó, dám đối mặt và giải quyết tất cả những công việc, những khó khăn trong cuộc sống. Ta chuyển sang phần trò chơi tranh tài vùng biển. Nói gì với Tuấn vì sao? Hùng đang dọn dẹp nhà cửa thì Tuấn sang chơi. Tuấn rủ đi đá bóng. Bạn học rồi, chủ nhật phải được tự do thoải mái chứ. Lần nào sang cũng thấy cậu làm việc nhà là sao? Tình huống 2. Vào năm học mới, Khoa đặt mục tiêu trở thành học sinh giỏi toán. Vì vậy, bạn luôn cố gắng giải bài tập trong sách giáo khoa. Một lần thấy Hoa đang loay hoay tìm lời giải trong một bài toán khó, Mai đưa cho Hoa cuốn giải bài tập toán 6 và nói: cậu chép đi cho nhanh, việc gì phải có thời gian suy nghĩ. Em có đồng ý với Hoa không? Vì sao? 2 tháng nữa là đến hội khỏe phù đậu tập trường. Mình muốn thử sức ở cự ly chạy 1.000m dành cho nam. Hoàng khuyên nên tham gia vì ở trường có rất nhiều người chạy nhanh. Em sẽ đưa ra lời khuyên với bạn Hoàng như thế nào? Ở phần huấn luyện này, chúng ta cũng sẽ trao đổi với nhau khi học trực tuyến trên trang lớp học nhé. Em hãy hoàn thiện câu trả lời của mình ra giấy nhé. Hôm sau chúng ta sẽ trao đổi một phần bài hơn. Thank you.
Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang hoạt động số 4, vận dụng. Hoạt động dự án, thiết kế khẩu hiệu. Em hãy lựa chọn một khẩu hiệu về siêng năng kiên trì trong học tập và các hoạt động khác của em. Ghi nhớ khẩu hiệu này và thực hành nó trong những tình huống hay hoàn cảnh khác nhau mà bản thân em gặp phải. Em hãy tìm câu chuyện để kể về sự siêng năng kiên trì của một bạn cùng tuổi mà em biết, sau đó chia sẻ với bạn thân hoặc đăng trong nhóm lớp. Hãy trồng một hạt giống bất kỳ, chăm sóc và theo dõi sự trưởng thành của cây, sau đó chia sẻ niềm vui với người thân, bạn bè. Từ đó, tiếp tục thử nghiệm gieo trồng nhiều hạt giống hơn dựa trên điều kiện của gia đình, lớp học. Phần này, tuần trước cô đã giao nhiệm vụ cho các bạn về nhà thực hiện và có rất nhiều bạn đã nộp bài cho cô. Sau đây cô sẽ đưa lên một số hình ảnh của các bạn, sản phẩm của các bạn đã nộp nhé. Sản phẩm của bạn Minh Thiện lớp 6 năm. Sản phẩm của bạn Phú lớp 6 năm. Sản phẩm của bạn Thảo Chi. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. Như vậy, tiết học chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng ta sẽ có phần ghi bài như sau. Mời các em lấy tập vở ra để ghi bài nhé. Phần hướng dẫn về nhà. Các em sẽ học thuộc cho cô phần 2 la mã 3 nhỏ rèn luyện. Ôn tập bài 1, bài 2, bài 3 để kiểm tra giữa học kỳ vào tuần học tiếp theo. Chúc các em ôn tập và kiểm tra thật tốt.